Xin chào các bạn, hiện giờ mình đi giao cái cục hàng trong bến xe miền Đông. Đây, đây giao cho anh Hoàng ở Vũng Tàu. Đây là cái chụp lái của 82 Điền Vuông. Thì anh yêu cầu là giao xe hôm mai. Thì nó cũng ở trong bến xe miền Đông, nó cũng cách nhà mình khoảng hơn cây số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô trong bến xe miền Đông nha. Chúng ta sẽ coi thử mình vô trong đó có cái gì ở trong bến xe. Thì mình xiết cái nón lại cho nó cái camera nó ít, nó không có rung nhiều. Ok. Đây là con đường quen thuộc đi cái đoạn này. Thank you.
ta sẽ thu phí 6.000. Ồ, mới quá. 6.000 chúng ta sẽ mua một cái vé để đi, vé gọi là vé để phí đi qua xe. Gửi xuống Vũng Tàu anh ơi. Khoảng mấy giờ xuống tới dưới vậy? 2 tiếng. Hai tiếng. Rồi, cảm ơn anh. Anh ấy nhiêu tiền vậy? Nãy nhiêu tiền? Trong cái xe miền Đông nó có